Thưa sư, thế nào là chấp trước? Cảm ơn sư. Xin thưa với quý vị, chấp trước là một cái từ tiếng Hán, cái có nghĩa là cái từ chấp thì có nghĩa là cái sự cầm hoặc là nắm giữ cái gì đó, còn trước có nghĩa là cái sự giữ chặt hoặc là bị vướng mắc. Cái này phải nói là ở trong về sau ngay cả vào thời của ngài Minh Châu, ngài dịch cái Tam Tạng Pali, ngài cũng không còn dùng từ này nữa, cho nên từ này bây giờ nó rất là hiếm, mà chỉ có các cái phần bên Hán Tạng á, các cái vị hồi xưa các vị đó mới còn dùng cái từ này thôi. Thì nó mang ý nghĩa là mình, một là mình thiên về một cái tri kiến nào đó, tức là cái biên kiến, và hai là mình giữ chặt lấy một cái gì đó, tức là cái sự chấp thủ. Mình không có thay đổi, mình không có bỏ đi. Thì có nghĩa là cái này, một là sự dính mắc, tức là cái sự tham ái, và hai tham ái về vật nè, hai là về cái kiến, tức là tà kiến. Thì một là do tham ái, hai là do tà kiến. Do không, ngài Minh Châu ngài không có dùng cái từ này trong bất kỳ một cái bản dịch nào, cho nên là sư không có cơ sở để xem coi là mình sẽ có cái đoạn Pali tương ứng nào với từ này đó. Tuy nhiên cái chỗ mà dính mắc đối với vật chất, tức là do tham ái, và dính mắc đối với kiến, tức là do tà kiến, thì ở trong Kinh Tạng Nguyên Thủy thì có, thì chắc có lẽ nó gần với cái từ chấp trước này. Và đương nhiên cái hễ ai mà dính vào cái này thì chắc chắn là sẽ đưa đến cái sự khổ. Và không biết về vấn đề này thì Đại Đức Đệ Tường có cái nghiên cứu nào hay không? Sư cũng hoàn toàn đồng ý với Đức Hạnh Tuệ về cái quan điểm, có nghĩa là ở đây quý sư chỉ là quý vị hỏi thì quý sư cũng làm hết cái khả năng mình, kêu bằng là truy nguồn ở trong Tam Tạng Pali hoặc là chú giải để trả lời nó phù hợp. Nhưng mà phải nói rõ là phù hợp nha, phù hợp với tinh thần Tam Tạng kinh điển nha. Có nghĩa là giống như cái từ này nè, giống như Đức Hạnh Tuệ có nói rõ với quý vị rồi đó, có nghĩa là cái từ này mà Hán nè, mà dựa vào Pali á, thì không có một cái từ Pali cụ thể. Nhưng mà ở đây á, quý sư sẽ cố gắng, nghĩa là trả lời là tìm một cái từ mà nó tương đương với cái từ này nè, chứ quý vị phải hiểu rõ như vậy. Chứ đôi khi quý vị lại không nghe rõ quý sư nói, rồi á, khi mà quý sư trả lời xong rồi á, quý vị lại nói là sư Tây Tường, sư Hạnh Tại ông nói từ chấp trước này là cái này nè, trong Pali là cái này nè, thì là không phải. Có nghĩa là tương đương thôi, nó tương đương như thế thôi. Thì cái này riêng cái quan điểm của sư thôi nha, riêng điểm của sư thôi. Thì sư cảm thấy là cái từ chấp trước này nè, nó có giống một cái từ ở trong Pali, nghĩa là nó tương tự như vậy đó. Đó là cái bốn pháp thủ thưa quý vị. Đó là upādāna, mà mới nãy hai pháp thủ đầu á, để Đức Hạnh Tuệ cũng có nói rồi đó. Có nghĩa là có nghĩa là sao? Có nghĩa là sự cố chấp, sự chấp thủ thuộc bất thiện. Thì Đức Hạnh Tuệ có nhắc hai cái đầu, có nghĩa là Đức Hạnh Tuệ nói về dục thủ, tức là sự chấp thủ theo các dục lạc như sắc, thinh, hương, vị, xúc. Cái thứ hai Hạnh Tuệ cũng có nói, đó là kiến thủ, có nghĩa là sự chấp thủ theo chi kiến sai lầm như thường kiến và đoạn kiến. Cái thứ ba là giới cấm thủ, tức là sự chấp thủ theo những giới cấm vô ích phi lý như khổ hạnh, cực đoan. Cái thứ tư là ngã chấp thủ, tức là sự chấp thủ bản ngã đối với ngũ uẩn, cho rằng ngũ uẩn của ta, ta là ngũ uẩn, trong ngũ uẩn có ta, trong ta có ngũ uẩn. Thì bốn pháp thủ này là thì là dục thủ là thuộc phiền não về tham, còn kiến thủ với cấm thủ và ngã chấp thủ là thuộc phiền não về tà kiến. Thì đây là cái mà cả bản thân sư sẽ thấy là nó tương đương với cái từ mà chấp trước mà bên Hán Tạng đó có nói, để tương đương thôi nha, với mạnh lần điều nữa. cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Dạ vâng, rất là hoan hỷ Đại Đức Đệ Tường đã bổ sung cho nó đầy đủ phần trả lời. Và chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.